Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn một cặp lục bình men khử dòng đất trắng với cái kích thước khủng, cao 1m94. Đây là dòng sản phẩm lục bình cao cấp với họa tiết được vẽ tay hoàn toàn. Trước mắt các bạn là một cặp lục bình cao 1m94 với họa tiết ở trên sản phẩm là tích sơn thủy hữu tình. Trên sản phẩm thì có hình ảnh là núi, sông và sơn trang. Trong sơn trang thì có những hoạt động của những người dân. Đây, mình đang quay xa để các bạn nhìn thấy cả cặp lục bình cao 1m94, kích thước khủng. Để tạo ra một sản phẩm như này thì không hề đơn giản. Để có một sản phẩm cao 1m94 thì cái phần phơ là hàng đất, khi mà chưa nung nó sẽ phải rơi vào 2m rưỡi. Sau khi nung xong thì nó sẽ co lại và xuống kích thước còn 1m94. Đây, mình đang quay cái họa tiết là hình ảnh sơn thủy. Góc này đang có hình ảnh là một cái cây tùng rất là to, cây tùng cổ. Thân tùng rất là to và tán rất là rộng. Đây, như chúng ta thì nhìn thấy hình ảnh cây tùng. Ở dưới cây tùng thì có hình ảnh sơn trang nhé. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh sơn trang. Trong sơn trang thì có rất nhiều những người có những cái hành động khác nhau. Cổ bình thì được thiết kế là hình ảnh núi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh núi. Các bạn có thể nhìn thấy cái men của nó rất là sáng bóng và độ phản sáng rất là cao. Phần xương sứ thì rất là trắng. Toàn bộ họa tiết vẽ trên sản phẩm đều được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh như các bạn nhìn thì sẽ phải mất từ 5 đến 6 tháng để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Không hề đơn giản. Lý do vì sao nó lại mất rất nhiều thời gian như vậy? Bởi vì như các bạn biết thì Bát Tràng được toàn bộ sản phẩm thì đều được sản xuất thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc. Tất cả như khâu tạo hình hay là cái khâu vẽ thì đều làm hoàn toàn thủ công bằng tay hết. Vì vậy, khi mà chúng ta sản xuất một cái sản phẩm với cái kích thước đại, lớn thì nó sẽ có rất nhiều rủi ro. Không phải chúng ta chỉ làm là sẽ thành, mà nó sẽ mất rất nhiều cái công sức. Ví dụ như là làm nó có hoàn hảo, nó có đẹp hay không, hay nó bị méo hay bị vênh. Đấy, như các bạn, một cái cặp lục bình to như thế này, nếu như mà sản xuất ra bị vênh hay là bị méo thì các bạn sẽ không sử dụng được. Nó rất là phí, vì vậy là cái giá thành để tạo nên cái sản phẩm này cũng rất là cao. Như cặp lục bình trong video các bạn đã nhìn thấy có giá là 400 triệu. 400 triệu một cặp. Nếu như mà một chiếc lục bình mà sản xuất tại Giang Tây Trung Quốc mà đưa về Việt Nam với cái mức 400 triệu thì rất nhiều người sẽ không bỏ ra để chúng ta có thể tậu cái sản phẩm đấy về. Nhưng mà ở Bát Tràng, cái sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng thì rất là xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua về. Tại vì sao? Bởi vì thứ nhất, chúng ta biết rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai nữa là sản phẩm được làm rất là kỳ công. Và cái thứ ba nữa là những cái sản phẩm này thì không phải là những sản phẩm đại trà. Nếu như thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.